Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các đồng chí chủ trì kỳ họp, kính thưa cử tri và nhân dân cả nước. Trước hết, thay mặt cho toàn ngành giáo dục và đào tạo, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo của nước nhà. Các cái ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu từ chiều ngày hôm qua cho đến thời điểm này thì có thể nói là hầu hết các ý kiến đều có đề cập đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó, từ vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cho đến việc đổi mới giáo dục phổ thông, vấn đề sách giáo khoa, vấn đề tài chính cho giáo dục, vấn đề tự chủ đại học, vấn đề thừa thiếu giáo viên, vấn đề chế độ chính sách cho nhà giáo, vấn đề phân luồng hướng nghiệp, vân vân, rất nhiều các cái ý kiến. Có thể nói là hầu hết tất cả các cái vấn đề, các lĩnh vực, các hợp phần của công việc giáo dục và đào tạo thì đều được các đại biểu đề cập. Trong thời gian ít phút thì tôi chỉ xin đề cập một vài cái nội dung, thì còn các cái quan tâm của các đại biểu thì tôi sẽ có cái trao đổi sau, chứ trong thời gian ngắn thì không thể nói được tất cả những vấn đề như vậy. Trước hết, các đại biểu rất là quan tâm đến một vấn đề mới, vấn đề lớn. Đấy là trong báo cáo kinh tế xã hội của Chính phủ có đề cập là trong thời gian tới, ngành công nghiệp bán dẫn được dự báo là sẽ cần một nguồn nhân lực rất lớn, có thể cần đến 50.000 đến 100.000 trong từ nay đến năm 2030. Nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự lo ngại là không biết là ngành giáo dục và đào tạo sẽ làm như thế nào để có thể cung cấp được cái nguồn nhân lực chất lượng cao rất là mới và đầy thách thức này. Thì ngành giáo dục và đào tạo cũng nhận thức thấy đây là một cái trọng trách của ngành, một cái sứ mệnh để phục vụ cho cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cái đổi mới cái các cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã nhận cái chỉ đạo của Thủ tướng và đã lên cái kế hoạch để triển khai trong cái lĩnh vực này. Hiện nay đấy thì với dự đoán 50.000 đến 100.000 nhân lực thì trong đó yêu cầu nhiều trình độ và nhiều nhóm chuyên môn, trong đó thì cái ưu tiên cho cái nhóm nhân lực trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn. Hiện nay có tới 35 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thì đang đào tạo những cái lĩnh vực trực tiếp hoặc là ngành gần đối với lĩnh vực này. Trong đó thì các cái lĩnh vực gần như là về công nghệ thông tin, về điện tử viễn thông thì đấy là những cái lĩnh vực mà sinh viên chúng ta có cái chuyển đổi bổ túc thì có thể có ngay những cái nhân lực đảm nhiệm trong cái lĩnh vực này. Thế còn các trường thì cũng đã tổ chức một cái mạng lưới để cùng chia sẻ kinh nghiệm thiết kế chương trình, và ngày 19 tháng 10 vừa rồi tại Đà Nẵng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức một cái hội nghị để triển khai cái công việc quan trọng này và đang tăng cường những cái điều kiện từ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để có thể đảm nhiệm được cái lượng công việc này. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ký một cái hiệp định với Intel và với nhiều các cái doanh nghiệp để xác định, vừa xác định chính xác cái nguồn nhân lực cho các nhóm cũng như là có những cái đào tạo cho nó sát để tránh cái việc mà chúng ta ào ào đào tạo rồi cuối cùng lại thừa, thì đó cũng lại là một cái chuyện không tốt. Và dự kiến trong năm 24 thì sẽ tuyển sinh đào tạo trên 1.000 trong cái nhân lực trong lĩnh vực trực tiếp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, và các lĩnh vực liên quan thì sẽ tuyển khoảng trên 7.000 và sẽ tăng dần cái số này từ 20 đến 30% hàng năm. Và với một cái sự tập trung cao độ giải quyết các cái vướng mắc thì dự kiến đến năm 2030 thì cái con số như dự kiến là có thể đáp ứng được. Tuy nhiên đây là một lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi cao, nhưng mà cũng mong rằng là cần phải có một sự đầu tư cao, chứ nếu không thì không thể tay không bắt chíp được trong cái lĩnh vực này, và cũng cần Quốc hội và Chính phủ có cái đầu tư các cái phòng thực hành thì mới có thể đáp ứng được. Điều thứ hai mà các đại biểu cũng rất quan tâm đấy là vấn đề thừa thiếu giáo viên, một cái yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo. Thì tính cho đến ngày hôm nay theo số liệu mà ngành giáo dục có đấy thì cả nước còn thiếu là 127.583 giáo viên. Cái con số này nó gia tăng không ngừng bởi vì cái số lượng học sinh
thì riêng năm đầu năm học vừa rồi cái số lượng tăng lên rất là nhiều. Như có đại biểu của tỉnh Bình Dương nói, riêng Bình Dương thì trong năm học mới đã tăng 35.000 học sinh rồi. Như vậy cái con số trẻ em đi học là tăng lên rất lớn, cho nên cái yêu cầu về giáo viên cũng tăng lên. Rồi bên cạnh đó thì tiếp tục là tình trạng giáo viên nghỉ việc, thì tính cho đến tháng 9 này thì toàn quốc là có 17.278 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Thế rồi cái nhu cầu tuyển, nhưng mà các địa phương ấy, thì thực ra là năm ngoái thì cùng với Bộ Nội vụ thì chúng tôi cũng đã xác định một cái chỉ tiêu cho các tỉnh để tuyển giáo viên hơn 26.000. Tuy nhiên ấy, theo thống kê của ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ đấy, thì hiện nay các tỉnh vẫn còn lại 64.000 chỉ tiêu là chưa dùng. Có nhiều lý do, có nơi thì để dành để trừ vào cái 10% mà cắt giảm, để sẵn thì nếu cần thì có sẵn mà trừ. Nhưng mà cũng có nơi thì tuyển không có nguồn tuyển. Ngoài cái nguồn tuyển là các cái môn học mới ra thì đào tạo thì còn một quá trình, nhưng với giáo viên mầm non chẳng hạn thì cũng nhiều tỉnh là nguồn thì có nhưng tuyển thì không có người ứng tuyển, vì giáo viên mầm non thì thấy thì làm thì áp lực, lương thì thấp, cho nên nhiều tỉnh là tuyển giáo viên là không có người ứng tuyển. Đấy cũng là vấn đề rất lớn mà khiến cho chúng ta phải cần đã đưa ra các cái giải pháp, từ vừa là chuẩn bị nguồn tuyển nhưng mà cũng có những cần phải sớm có cái điều chỉnh về lương, chế độ, chính sách, rồi nhà công vụ, rồi phụ cấp ưu đãi, được các cái bước, các cái giải pháp khác đồng bộ. Vừa qua thì ngành giáo dục trong 3 năm liền thì cũng đã sắp xếp lại hệ thống các cái điểm trường, đã giảm 3.033 điểm trường, là một con số rất là đáng kể để có thể chăm sóc và giáo dục trẻ em tốt hơn. Nhưng đó cũng là một cái giải pháp mà không thể cứ tăng mãi cái việc sắp xếp này được. Và cũng mong rằng là tiếp tục trong thời gian tới các tỉnh lưu ý để tuyển hết chỉ tiêu. Và Bộ Nội vụ thì cũng đã xác định trong năm 2023-2024 là giao 27.800 chỉ tiêu đó cho các tỉnh, thì đây cũng là một cái bước để có thể cải thiện được. Thì câu chuyện về đấy là vấn đề về giáo viên. Một vấn đề khác cũng được các đại biểu rất quan tâm, đấy là liên quan đến vấn đề sách giáo khoa. Trong cái báo cáo của Chính phủ về kinh tế xã hội thì có một cái nhận định là sách giáo khoa thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Thì đây cũng là một cái nhận định mà theo ngành giáo dục đào tạo nhận thức ở đây một cái đòi hỏi rất là cao, rất là trách nhiệm của Chính phủ, đã làm được những cái việc quan trọng nhưng vẫn cần phải làm tốt thêm. Thì chúng tôi cũng hiểu như thế và ra sức cố gắng để thực hiện tốt. Tuy nhiên cũng lưu ý là vừa rồi trong cái đoàn giám sát 686 của Quốc hội thì trong cái nghị quyết 686 thì cũng đã ghi nhận là hệ thống sách giáo khoa, tài liệu giáo dục được tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt, in và phát hành cơ bản theo đúng tiến độ, đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Nội dung sách giáo khoa bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông mới, phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Việc biên soạn sách giáo khoa là đã huy động được đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có trình độ, uy tín, kinh nghiệm. Và từ năm 2020 đến nay thì đã có 381 đầu sách giáo khoa mới được xuất bản, với tổng số lượng xuất bản là 194 triệu bản sách. Nghị quyết 686 mục 1.6 trang 3. Như vậy thì đây cũng là một cái ghi nhận, một cái sự cố gắng đối với toàn ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên, những người tham gia soạn sách. Thế còn mọi người cũng có băn khoăn về cái thông tin về tài chính chi cho đổi mới giáo dục, thì cái con số đưa ra mà trong báo cáo là 213.449 tỷ, thì đây là cái con số thống kê bao gồm là cả chi thường xuyên và cả chi cho các cái đầu tư phát triển. Thế còn cái con số trực tiếp chi cho đổi mới giáo dục bao gồm việc biên soạn chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, việc thẩm định sách giáo khoa, việc tập huấn cho giáo viên toàn quốc, thì tổng chi phí cho mấy mục này trực tiếp nhất ý, là chi hết 395,2 tỷ. Thì đấy cái con số cũng cung cấp thêm để cho các đại biểu có thêm thông tin. Còn về việc được các đại biểu quan tâm về cái việc nghị quyết của đoàn giám sát là giao cho Bộ Giáo dục chuẩn bị cái trình Quốc hội vấn đề phương án có liên quan đến việc soạn một bộ sách giáo khoa, thì chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến năm 2024, việc quan trọng nhất
cần ưu tiên là thẩm định chất lượng của các sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 cho thật tốt, đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới. Thì còn vấn đề được giao thì chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu, đề xuất, và vì cố gắng là trong cái 1-2 năm tới khi cái chu trình đổi mới sách nó được hoàn tất thì sẽ có những cái đánh giá sâu và sẽ đề đạt phương án với Quốc hội sau. Và thay mặt cho ngành giáo dục xin được cảm ơn Quốc hội, cảm ơn toàn thể cử tri và nhân dân cả nước.